ráp hết này luôn mà. Đúng rồi. Trời đất ơi, tự nhiên cái tôi tỉnh lại đèn luôn. Quay MV cho ảnh rồi hả? Chẳng những ráp không, còn gửi clip bác học nhảy, rồi ba bắt xuống Củ Chi quay nữa. Nhưng Sài Gòn không có chỗ quay hay sao á. Xuống Củ Chi quay lạng quạng đãi đòn khoai mì cả ngày, không có đồ ăn. Có biết nhảy gì đâu mà chuẩn bị. Bên đoàn nhắn là em ơi nhớ tập nhảy nha. Nếu giờ tập sao giờ không có ai tập chung hết, giờ tập sao giờ. Năm thôi em đi diễn tự lừa hết trơn á. Thôi cho em xuống Củ Chi rồi nhờ ai trong vũ đoàn tập giùm em nha. Rồi mình làm theo vậy thôi. Cái này là anh đã ok chưa? Chưa nghe bao giờ. Lần đầu luôn. Lần đầu bây giờ lát mở nghe coi là mình rap sao nè. Tìm được nhau là do duyên trời, cuộc cưới được nhau là do duyên số. Về bên nhau anh nguyện đồng lòng, mình cùng dựng xây mái nhà kiên cố. Nhà trai nhà gái đêm nay đông đủ, xin mời cô vô bắt đầu tiến vô. Phải gì không trời? Để lát nghe thử coi. Hồi môn tặng mấy cây vàng. Đó, nó vậy đó. Hồi môn tặng mấy cây vàng. Yeah, nó là vậy. Có giờ rồi, xuống nhà hai bên cũng mở lời. Hồi môn tặng mấy cây vàng, mượn cho sắp nhỏ lên viên đám cưới rồi. Có giờ rồi, có em tất cả cũng nhờ trời. Bên em mãi mãi không có. Đúng rồi, bên em hơi trễ xíu. À, đọc theo kiểu gì mà em thích nhất, em thấy vui nhất là được. Thì đó, sợ thu xong tưởng Hoài Tâm đang đọc. Hoài Tâm rồi. Không thì nói chung là cứ theo, ảnh theo với anh đó. Dạ, nhưng anh cảm thấy nhạc chứ, ok. Ừ, anh thì đương nhiên phải đúng nhạc rồi, nhưng mà anh cái tinh thần của anh á, nó tươi kỳ của mình nữa ha. Thế còn em để giọng mấy cái người này không, hay là tắt cái giọng mấy cái người đó? À, để chung cũng được. Để chung không? À. Hay là em để chung nhỏ đi ha? Nhỏ đi. Đây để em giảm ra. Tìm được nhau là do duyên trời, còn cưới được nhau là do duyên số. Về bên nhau anh nguyện đồng lòng, mình cùng dịp xây mái nhà kiên cố. Nhà trai nhà gái đêm nay đông đủ, xin mời cô dâu bắt đầu tiến vô. Nên ly mừng đồng thanh tiếng hô, cầm mic cờ rô chú rể tuyên bố. Giống như nãy giờ thu âm thấy cũng cực đó. Anh Đàm mà giỡn giỡn vậy thôi, chứ thiệt ra anh Đàm rất là chi ly và khắt khe trong cái công việc. Cái nào chơi ra chơi, cái nào làm ra làm. Đã vô làm rồi là không có cái chuyện giỡn hết đâu. Như là ảnh phải làm đúng cái tinh thần của ảnh muốn. Đó. Còn nhưng mà về góp ý á, hay là căn dặn thì rất là nhỏ nhẹ. Đó, nói chung cũng sợ đàn em buồn. Ngoài những lúc giỡn hết ra thì ảnh đối xử với đàn em rất là tử tế. Rất tử tế. Ví dụ như khi anh đã quý rồi đó thì sinh nhật, đám tiệc của mình hay là những dự án ra mắt phim kịch của mình, ảnh đều đi hết. Ví dụ như dự diễn kịch trên sân khấu Thế Giới Trẻ đó, ảnh đi là đi 25 người không. Một buổi thu âm thôi tôi cũng thấy đã đủ cực. Thì mong là anh chiếu cố cái phần ăn uống đồ, ngủ nghỉ đồ của em nhỏ cho nó bù công dưỡng sức lại. Dạ, cảm ơn anh. Còn cách xế là tùy hỷ. Dạ, tán dương công đức của anh, cảm ơn anh. Chưa nhận một món quà nào từ Đàm Vĩnh Hưng hết trơn rồi á. Lãng quảng qua với Củ Chi là phần quà buổi sáng lại dĩa phải mì không chừng á. Với lại được một vé tham quan địa đạo. Xong rồi đó, không biết có quà gì nữa hay không. Anh nói là em ơi anh lẽ quay 2 ngày vậy đó, em lấy giá nhiêu nói anh để anh biết, anh bỏ tiền vô phong bì, anh quay xong anh đưa liền. Rồi thôi anh nhắm anh gửi được nhiêu cho em có tiền, ăn uống ăn sáng cà phê đó anh gửi đi. Quay cũng không biết con số cassette mình là nhiêu. Trời ơi, không hiểu sao nữa. Cứ mỗi lần Đàm Vĩnh Hưng nhắn là như đợt trước ra MV gì, cái album mà tình ca đó, giả khúc cho tình nhân, cái đợt mà ra cái album đó đó, cũng nói là Dự ơi, anh tha thiết nhờ em là giả gái, chịu khó giả gái giùm anh, tới dự sự kiện cho bắt mắt, cho thú vị, đúng như là cái concept. Mình cũng lật đật, mình kêu thợ may gấp cái áo dài 1,5 triệu. Đó, quýnh make up đồ như là cô ba Sài Gòn tới. Nói cái nghe liền, làm liền. Còn này em vậy bữa đang bên Úc, tự nhiên cái Dự ơi, chừng nào em về giờ em vô âm giùm anh. Ok anh, em nhớ nha, đọc rap nha, ok. Em gửi cho clip em nhảy, em tập nhảy giùm anh luôn. Dạ. Rồi được quay với Củ Chi 14, 15 nha cưng, mới đầu có ngày 14 mà. Xin đem nửa buổi nha, tại còn có cảnh em lấy đò nữa. Dạ. Mình cũng hiểu tại sao mình dạ. Này mình đồng ý gì đam mê hay là sao? Chắc vậy quá à. Hồi xưa cái nghiệp cũng muốn làm ca sĩ. Bây giờ cái mấy anh chị mà kêu quay MV hay là có gì hát hò là phái lắm. Sao cái vụ này thấy mình hát cũng được đó. Chắc để nhờ cái nhạc sĩ sáng tác một bài. Thiệt là phải đang muốn có một bài miền Tây để lớn sân đi hát luôn nè. Anh Hương Điện danh dự nè anh Dự ơi. Ủa Hương Điện. Sao anh em đọc sai gì hả anh? Không có, cũng đọc rất là ngầu rồi, rất là đã như vậy đó. Dạ. Nhưng mà anh muốn xin thêm một xíu nữa, bựa nữa. Nãy giờ không bựa hả? cái như là cái chỗ mà cần bây giờ trời ơi mình đã có vợ rồi đó, chỗ đó là cần hát thôi, còn cái chỗ kia cần nói nữa, cần phải hát. Nói theo em nói chung nói cái giọng hát của em nó được nữa, nói chung là nó hơi lúa nhà quê mà nó hơi dữ. Dạ ok anh. Trời ơi mình đã có vợ rồi. Anh cảm ơn bé nhiều lắm, em đã cố gắng rất nhiều, giúp anh cảm ơn nhiều lắm nha. Những chỗ nào anh đâu anh nói lại nói cho em vô thu nè. Nói cái giọng một kiểu ông bà già chứ quê đó. Ok. Chớ đâu, hai bên đã có vậy. Không trả tiền mà đọc feedback. Trời ơi mình đã có vợ rồi, xuôi ra hai bên cũng mở lời. Hồi môn tặng mấy cây vàng mà con sắp nhỏ nên viên đám cưới rồi. Trời ơi mình đã có vợ rồi, con em ca ca cũng nhờ trời. Bên em mãi không có trời để tiếp tục được từ nay đến cuối đời. Sáng nay thì trời cũng không nắng lắm nha quý vị, cho nên là quay cảnh đá gà rất là vui nhộn. Nhưng mà cuối cùng đã xong cảnh đá gà rồi. Và khi mình coi lại những cái test quay thì mình thấy là rất là vui, rất là funny. Và mình vẫn cảm giác là mình rất là cuốn bởi cái bài hát và cái bài rap mà anh Hưng làm cho mình. Hôm qua lại là quay cảnh đám cưới. Thì là mình cũng ấn tượng cảnh đám cưới, những cái ly rượu và cảnh rất là đám cưới kiểu miền Tây. Nhưng mà cái không khí rất là vui, rất là đặc sắc. Tới tối thì mưa lớn lắm quý vị, mưa cuốn trôi luôn ghe xuồng luôn mà, cho nên là có một cảnh mà mình phải chèo ghe giữa sông rồi mưa xuống thì cái cảnh nó cũng cực, bối cảnh khắc nghiệt quá đi, nhưng mà cuối cùng thì cũng xong rồi. Và mình nghĩ là cái cảnh mà trong đêm mưa đó thì lên hình sẽ rất là đẹp. Cái tạo hình của mình thì Minh Dự không có được quyền yêu cầu gì hết, tất cả là làm theo ý của anh Đàm Vĩnh Hưng. Từ tóc, tai, râu, mặt, mũi, quần áo thì do anh Đàm Vĩnh Hưng quyết định và yêu cầu hết. Thì mình nghĩ là anh Hưng có cái ý đồ của ảnh và ảnh có cái tưởng tượng trong đầu của ảnh về cái MV của ảnh thế nào thì mình nghe theo hết. Nhân vật của Dự thì đóng vai bạn thân của anh Hưng, thì cũng ăn chơi, cũng phá của, cũng nhậu nhẹt nhảy nhót đủ thứ hết. Thì mình thấy là cái MV của anh Đàm Vĩnh Hưng rất là thú vị. Ảnh xây dựng mỗi người mỗi khác, và bạn ảnh sao, người nhà ảnh sao, bồ ảnh sao, mẹ ảnh sao, nó khác hết, không có ai trùng vai hết. Thì mình đang rất là mong đợi cái sản phẩm mình quay lên phim sẽ như thế nào. Cái phần rap này lúc đầu anh Hưng á, lúc mà mình chưa có nhận được kịch bản á, trời, anh Hưng là mình Dự có rap thì mình sợ chết, nào giờ mình không có rap, không biết là mình có phá hư sản phẩm của anh Hưng không. Nhưng cuối cùng mà do mình thu âm xong thì mình rất là nôn nóng để mình được rap, tại vì không biết là anh Hưng đặt cái lời rap của ai mà hay quá, dễ thương quá. Mà chẳng những lời rap mà mình ngồi mình mỗi lần mà anh Hưng quay tới cái đoạn mà phải lip sync theo cái bài hát á, thì ngồi mình lẩm nhẩm theo hoài luôn. Thì mình nghĩ khi nào còn đám cưới thì cái bài hát của anh Hưng vẫn còn được ưa chuộng. Trời ơi mình đã có vợ rồi, cái đó là tên MV của anh Hưng chứ không phải tôi có vợ. Dạ, cảm ơn.